Chiều ngày 26 tháng 4, trong khuôn khổ chương trình, cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng chủ trì tọa đàm. Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa là địa phương có nhiều thế mạnh để phát triển thủy sản, khi có diện tích vùng biển có khoảng 17.000 km2. Ngoài ra còn có các vũng, nhiều cửa lạch lớn nhỏ, hai hòn đảo, hòn Nẹ và hòn Mê, các hệ thống sông lớn. Tổng số tàu thuyền của tỉnh này đến nay có hơn 6.000 chiếc. Tỷ lệ lắp đặt giám sát hành trình đạt 100%. Buổi tọa đàm sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động thủy sản, giúp bà con ngư dân nắm chắc các quy định của pháp luật về biển đảo, thủy sản, từ đó chấp hành tốt các quy định, góp phần sớm gỡ thẻ vàng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong 6 năm qua, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và đại đa số bà con ngư dân đều đã rất nỗ lực trong việc triển khai các khuyến nghị của EC. Hiểu biết của bà con ngư dân về chống khai thác IUU ngày càng được nâng lên, khung pháp luật cũng được hoàn thiện. Các khuyến nghị của EC đã được luật hóa. Những khuyến nghị này cũng phù hợp với suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong lần thanh tra thứ tư, EC vẫn đánh giá chúng ta còn một số vấn đề chưa đạt yêu cầu. Với quyết tâm gỡ thẻ vàng, mới đây, Ban Bí thư đã có chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Ngày 22 tháng 4, Chính phủ có nghị quyết 52 về kế hoạch hành động triển khai chỉ thị này. Về chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản đánh giá, chương trình bên cạnh các phần quà hỗ trợ bà con còn góp phần tuyên truyền để bà con tuân thủ pháp luật tốt hơn khi khai thác trên biển. Phát biểu kết luận tại tọa đàm, Phó Tổng biên tập thường trực Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hiển cho biết, chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển do Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tuy là chương trình thiện nguyện xã hội nhưng cũng hàm chứa ý nghĩa chính trị quan trọng khi xây dựng nhiều hoạt động truyền thông chính sách, tuyên truyền pháp luật, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an, quyết tâm chống lại hoạt động đánh bắt hải sản trái phép, từ đó sớm có thể gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu với hải sản Việt Nam. Tất cả không nằm ngoài mục tiêu hướng tới gỡ thẻ vàng mà chúng ta rất kỳ vọng sẽ diễn ra thuận lợi vào tháng 5 năm nay, ông Hiển nhấn mạnh.